nếu như mà để nói về sự kết nối giữa cả bốn thành viên ở trong nhóm mà chỉ có một từ thôi, mọi người sẽ nói từ gì? Game. Không phải là âm nhạc mà lại là chơi game. Không, chơi game mới ra nhạc á. Thật ra là tất cả mọi người luôn của Chili thì trước khi mà được mọi người biết đến á, thì tụi em chơi nhạc hàng đêm ở những cái tụ điểm, những cái quán bar, những quán cà phê nhạc. Đó cũng là công việc chính mà tụi em đã bỏ hết tất cả những cái công việc ban ngày để mà theo đuổi. Cuộc sống của tụi em trong khoảng 3-4 năm thì cứ buổi tối là sẽ đi đánh quán, đi ăn quán, và buổi sáng thì sẽ là tập trung cho công việc sáng tác. Đó. Buổi sáng ngủ mà. À không, buổi chiều. Buổi sáng là để ngủ. Và các bạn ơi, hãy đón xem phần trình diễn của Chili's cũng như là của tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác vào ngày 8 tháng 2 trên tất cả các nền tảng số cũng như là trên các kênh của VTV nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.